Chào mọi người. Trước mặt mọi người là một vài cái lò đồng hồ điện tử khá thông dụng hiện tại. Thì video này mình không hướng dẫn các bạn sử dụng cũng như là không có so sánh những lò đồng hồ này với nhau. Mình trả lời cho các bạn một câu hỏi là dạo gần đây rất nhiều người hỏi mình luôn là có lò đồng hồ nào mà cắm nhầm điện nó không có hư không? Có đồng hồ nào cắm nhầm điện không có hư không? Thì mình trả lời luôn, đó chính là chúng ta cắm nhầm điện mà ở điện thấp chỉ khoảng 12V trở xuống thì ok, có thể nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng chúng ta cắm nhầm điện 220 vào những cái thang đo khác không phải thang đo volt thì có thể nó sẽ bị hư. Ở đây mình dùng từ có thể, nhưng chắc chắn nó sẽ không tốt cho người sử dụng cũng như không tốt cho đồng hồ luôn. Thì có nhiều người nói mình, ủa sao thấy người ta test trên mạng người ta vẫn cắm nhầm phà phà, đâu có cháy đâu có hư gì gì đâu mà sao tại sao mình lại nói là bị hư. Thì thứ nhất có thể nó không hư ngay, nhưng về lâu về dài cái đồng hồ sẽ giảm tuổi thọ và những con linh kiện có thể bị chết. Khi mà linh kiện đã chết rồi, đồng hồ sẽ dẫn tới là sai số và có thể bị hư bất cứ lúc nào. Và một điều cấm kỵ đối với thợ điện đó là khi đã sử dụng đồng hồ đo điện rồi, chúng ta phải cần biết là chúng ta đang cần đo cái gì và mức độ đo khoảng là bao nhiêu. Ví dụ mình muốn đo điện 220 thì mình đã biết là mình đang đo điện xoay chiều và cái điện áp khoảng là 220. Khi đó mình sẽ chỉnh cái đồng hồ về cái thang đo mà phù hợp nhất ha, chứ không phải khơi khơi người ta đưa ra đồng hồ người ta đo bậy bạ. Thì đều cái nhà sản xuất đó đều là không khuyến cáo chúng ta đo nhầm. Các bạn không tin các bạn coi những cái tờ hướng dẫn sử dụng của nó đây, bạn cứ đọc hết tờ này đi thì nó sẽ có nhiều cảnh cảnh báo cho chúng ta ha. Đây sẽ có rất là nhiều cảnh báo và khi đọc hết tất cả các cảnh báo này chúng ta sẽ biết là đo nhầm, là nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm khi chúng ta cố tình đo nhầm. Mình không bao giờ cố tình đo cho mọi người coi hết trơn. Cho dù mình biết là có thể nó sẽ không có bị vấn đề gì, nhưng mình hướng dẫn các bạn mà mình đo như vậy thì các bạn sẽ thấy mình, ơi thằng này đo được nè thì mình sẽ đo được, và các bạn sẽ bắt chước, các bạn sẽ làm theo. Khi bạn làm theo có thể dẫn tới tình trạng nguy hiểm cho người sử dụng cũng như nguy hiểm cho đồng hồ chúng ta. Chỉ có một vài cái đồng hồ á, đồng hồ auto á, đây những cái đồng hồ mà có chức năng auto á thì nó sẽ tự nhận diện điện áp, tự nhận diện thang đo chứ nó không có chống nhầm nha. Nó chức năng của nó là tự nhận diện thang đo, là chúng ta đưa vô nó tự nhận đó là thang đo volt, nó chuyển qua màn hình hiển thị số volt chứ nó không có phải là chống nhầm. Các bạn nhớ kỹ ha, chống nhầm là sao, là chúng ta chỉnh qua một cái thang đo khác, chỉnh qua thang đo khác. Ví dụ thang đo mình muốn đo điện xoay chiều đi, nhưng mình lại chỉnh qua thang đo tụ, mình đưa vô điện xoay xoay chiều thì có thể đồng hồ sẽ không có bị gì ngay, nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng tới những linh kiện bên trong, nó sẽ bị những tình trạng hư đồng hồ ta sẽ giảm tuổi thọ. Đó là lý do vì vì sao có người dùng đồ điện dùng thì rất là lâu chưa hư, có người thì dùng được vài ngày nó banh nó hư rồi. Vì lý do như thế ta dùng không có kỹ ha, không có kỹ, không có nâng niu sản phẩm của chúng ta thì khả năng nó hư thì nó rất là cao. Rồi, trong video này mình muốn nhấn mạnh lại là đồng hồ hiện tại trên thị trường á, mình thì nha, mình thì cũng chưa có thấy được là cái nhà sản xuất nào nó cho chúng ta mà đo nhầm hết trơn á, chưa thấy. Và mình muốn nhắc nhở mọi người là đã là sử dụng đồng hồ đo điện rồi thì chúng ta phải biết chúng ta đang cần đo cái gì và mức độ đo khoảng là bao nhiêu để chúng ta chỉnh cho nó phù hợp, chứ không phải là muốn đo bậy bạ đưa vô thì đo. Điện rất là nguy hiểm ha, điện rất là nguy hiểm, vì vậy không có sơ suất nào được xảy ra hết. Rồi video này mình mong là mọi người sẽ hiểu được cái những ý nghĩa mình truyền đạt qua, và mọi người nếu có thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới, và nếu bạn có tranh luận gì với mình cứ bình luận bên dưới thôi, mình rất là thoải mái. Nếu bạn nói đúng những từ ngữ văn minh ha, dùng những từ ngữ văn minh và tranh luận cách đúng đắn thì mình vẫn tiếp thu bình thường, mình sẽ tiếp thu. Còn nếu chúng ta dùng những từ ngữ tục tiểu thì tất nhiên là mình không bao giờ cho những từ ngữ đó xuất hiện trên cái kênh của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Rồi, chào mọi người.